Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ tư, ngày 8 tháng 2, giá vàng trong nước ghi nhận phiên tăng khá mạnh ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 100 cho đến 450.000 đồng một lượng, cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục biến động tăng ở phiên Âu chiều nay theo giờ Việt Nam, vượt qua ngưỡng 1.880 đô la Mỹ. Giá vàng thế giới biến động tăng khi đồng đô la Mỹ có tín hiệu suy yếu. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.700.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.520.000 đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 800.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.650.000 đồng một lượng, chiều bán 67.450.000 đồng một lượng, tăng 450.000 đồng một lượng chiều mua và 300.000 đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá thấp hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.400.000 đồng một lượng, chiều bán 67.400.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 800 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.600.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.400.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.600.000 đồng một lượng, chiều bán 67.400.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 800.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC tăng 200.000 đồng một lượng ở chiều mua và 150.000 đồng một lượng ở chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.600.000 đồng một lượng, chiều bán 67.400.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 170.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 160.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.650.000 đồng một lượng, chiều bán 67.400.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC tăng 250.000 đồng một lượng chiều mua và 150.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.750.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 67.350.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank tăng 300.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 66.800.000 đồng một lượng, chiều bán 67.400.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn Boso 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay ngược chiều so với giá vàng miếng SJC khi ở cả chiều mua và chiều bán đều có mức điều chỉnh giảm từ 21.000 đồng một lượng đến 50.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20.858.000 đồng một lượng đến 53.950.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22.858.000 đồng một lượng đến 54.850.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.881,3 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 9 đô la với tỷ lệ 0,49%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.871 đô la Mỹ và cao nhất
1886 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 23.163 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã giảm 0,33%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, hiện đã lùi về mức 103,141 điểm, giảm 0,2% trong phiên. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đứng tại mức 3,658% một năm, giảm 0,52%. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 78,110 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 0,7%. Thưa các bạn, giá vàng thế giới tiếp tục tăng ở phiên Âu chiều nay theo giờ Việt Nam, vượt qua ngưỡng 1.880 đô la Mỹ. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 53 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 13 triệu 700 nghìn đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 1 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng thế giới phiên hôm nay tiếp đà tăng nhẹ, với giá vàng giao ngay đã tăng lên sát mức 1.880 đô la Mỹ một ao. Vàng tương lai giao dịch ở quanh mức 1.888 đô la Mỹ, tăng khoảng 5 đô la so với rạng sáng ngày trước đó. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã có một đợt tăng giá trong ngắn hạn và đạt mức cao nhất trong ngày sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington. Vàng tăng khi ban đầu ông Powell không tạo ra được bất ngờ nào về chính sách tiền tệ của Mỹ. Tuy nhiên, vào cuối bài phát biểu của mình, ông cảnh báo rằng dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn của Mỹ có thể sẽ buộc Fed sẽ phải duy trì quan điểm diều hâu lâu hơn. Điều này đã khiến cho kim loại quý trượt khỏi mức cao nhất đạt được trong ngày. Thị trường vàng tiếp tục biến động mạnh khi kỳ vọng của thị trường xung quanh chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thay đổi. Mặc dù vậy, Giám đốc Nghiên cứu và Giáo dục Thương mại Michel Schneider tại MarketGate cho rằng kim loại quý sẽ vẫn là một tài sản hấp dẫn vào năm 2023 khi bất ổn thống trị thị trường tài chính. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Kiko News, Michel Schneider cho biết nhiều nhà đầu tư và các nhà kinh tế đang cố gắng sử dụng các mô hình lỗi thời để xác định các điều kiện thị trường tài chính hiện tại. Bà nói thêm rằng tất cả những nỗ lực giờ không còn phù hợp nữa. Bà lưu ý, lạm phát hiện nay khác so với cách đây 40 năm vì nó đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Nó trở nên lớn hơn nhiều so với khả năng xử lý của Fed và chính sách tiền tệ của nó. Xu hướng đi xuống toàn cầu hóa, Trung Quốc mở cửa trở lại, xung đột địa chính trị đang diễn ra và các vấn đề nợ công chỉ là một vài vấn đề nhỏ hạn chế những nỗ lực mà Fed có thể làm bằng các công cụ mà nó có. Michel Schneider nói rằng công thức cổ điển của Fed là tăng lãi suất nhưng nó không còn hiệu quả. Nhìn vào vàng, bà dự báo kim loại quý sẽ tăng lên mức 2.000 đô la Mỹ trong năm nay và có khả năng đạt mức cao hơn trong vài năm tới khi thế giới chứng kiến một thời kỳ lạm phát đình trệ kéo dài, một môi trường tăng trưởng thấp và lạm phát cao. Vàng vẫn là một tài sản thay thế hấp dẫn và đa dạng hóa danh mục đầu tư vì không có con đường rõ ràng nào cho nền kinh tế toàn cầu. Hỗn loạn đang nổi lên và không có lý do gì mà vàng không thể đạt mức 2.000 đô la Mỹ trong năm nay. Trong đó, giá tiêu dùng tăng vẫn là mối quan tâm lớn. Fed đã thực hiện một đường lối cứng rắn trong nỗ lực giảm lạm phát xuống mức 2% với việc Chủ tịch Fed ông Powell tái khẳng định lập trường của mình rằng Ngân hàng Trung ương cam kết hoàn thành công việc. Mặc dù vàng đã giảm đáng kể so với mức cao nhất trong vòng 9 tháng gần đây, nhưng các nhà đầu tư vẫn chưa đầu tư đáng kể vào kim loại quý này. Nếu mức 2.000 đô la Mỹ được phá vỡ, vàng có thể sẽ tăng cao hơn. Vàng là một tài sản cứng thực sự và có giá trị toàn cầu mà không có tài sản nào có được. Với những diễn biến mới, giá vàng thế giới được dự báo có thể sẽ chịu áp lực giảm tiếp, đặc biệt nếu như các quan chức Fed có thêm quan điểm diều hâu. Tuy nhiên, giá vàng miếng được hỗ trợ khá mạnh quanh mốc 1.850 đô la Mỹ một ao. Bên cạnh đó, sức cầu đối với vàng ở nhiều quốc gia vẫn khá cao. Ngân hàng trung ương nhiều nước gần đây mua mạnh vàng, qua đó giúp nâng giá mặt hàng này duy trì ở vùng cao. Rồi,
Bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.